buổi sáng buổi chiều. Đấy, tác dụng của bài vẩy tay dịch cân kinh thái cực này rất là tốt. Om Mani, xin chào tất cả các bạn, tôi là cư sĩ Phúc Thành đây ạ. Hôm nay thì thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta chi tiết về bài vẩy tay dịch cân kinh thái cực. Đấy, một cái tên nó rất là lạ, chúng ta có lẽ chưa bao giờ được nghe. Bài này công năng nó cũng rất là cao, nó thông kinh mạch, thông khí huyết cho cơ thể chúng ta. Và đặc biệt nó cũng rất là dễ tập. Như chúng ta đã biết thì dịch cân kinh nó có rất là nhiều bản khác nhau, chứ nó không phải chỉ đơn giản là một bản hay hai bản. Lần trước tôi đã giới thiệu các bạn vẩy tay dịch cân kinh này 4 thức này, vẩy tay dịch cân kinh 3 thức. Thì ở trong series video này tôi tiếp tục hướng dẫn vẩy tay dịch cân kinh thái cực, vẩy tay dịch cân kinh truyền thống. Nó rất nhiều bản khác nhau. Cách tập là chúng ta hợp với bản nào, chúng ta chuyên tu chuyên luyện bản đấy. Hoặc chúng ta có thể kết hợp một hai bản với nhau thì tác dụng nó cũng càng được cao, nó càng đồng nhất thể hơn. Tiếp theo, bây giờ vào phần hướng dẫn. Quá trình tập, lưỡi chúng ta chạm vào miệng trên, lưỡi chạm vào miệng trên. Tất cả các bài khí công, lưỡi đều chạm vào miệng trên các bạn nhé. Ta xem trước. Bài này cách tập nó rất là đơn giản thôi. Mỗi ngày chúng ta có thể tập 100 lần như này. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Nếu tập buổi tối thì không tập muộn quá. Chúng ta tập 9 giờ tối thôi. Tập muộn quá thì nó rất là khó để có một giấc ngủ ngon được. Rồi, bắt đầu vào phần học nhá. Ngón tay cái chạm vào ngón áp út như thế này. Cả hai bàn tay đều như vậy. Tay lên này, đứng trên các đầu ngón chân, hơi nghiêng người phía sau một chút. Tay xuống này, các đầu ngón chân hướng lên trên. Đó. Tay lên này, nghiêng người. Tay xuống, các đầu ngón chân này, thắt lên. Tay vẩy ra phía sau như thế này. Bắt đầu. Tay lên này. Cái động tác đứng trên đầu ngón chân này, nghiêng người phía trước này, nó giúp mạnh thận, mạnh lưng, mạnh cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Những người bệnh thận này, bệnh lưng, tập bài này hàng ngày, mỗi ngày 100 lần đó, thì tất cả các bệnh nó sẽ được tiêu trừ. Chúng ta xem cái chiều này ạ. Nó rất là đơn giản, rất là dễ tập thôi. Đứng trên các đầu ngón chân, nghiêng người phía sau này, ngả người, vất tay về phía sau, các đầu ngón chân lại hướng lên. Các đầu ngón chân hướng lên để thông kinh mạch, thông cho 10 đầu ngón chân. Đó, bài này rất là đơn giản, hiệu quả của nó thì vô cùng là cao ạ. Ta tiếp tục tập. Mỗi ngày chúng ta có thể tập 100 lần, hoặc nếu mà sức khỏe chưa tốt chúng ta tập 50 lần thôi, buổi sáng buổi chiều. Đấy, tác dụng của bài vẩy tay dịch cân kinh thái cực này rất là tốt. Hơi thở thì hoàn toàn tự nhiên, không có hít vào thở ra gì cả. Hơi thở tự nhiên để thông kinh mạch được cao nhất, giúp cho cơ thể của chúng ta âm dương được quân bình, thì hòa nó được tự tương tế, các bệnh tật nó được tiêu trừ. Đó. Bài này nó tập rất là nhẹ nhàng thôi, không cần phải tay mạnh như các bài khác. Tập rất là nhẹ nhàng, thả lỏng hoàn toàn. Sau khi tập xong, chúng ta thiền đứng. Và điểm quan trọng nữa của khí công là sau khi tập xong, chúng ta nên thu khí, hít vào bụng phình, thở ra bụng hóp. Đó, thì tác dụng nó mới được cao nhất. Ngón áp út và ngón út lên cao một chút. Hít. Thở miệng. 2. 3. Thở. 4. Thở. 5. Thở miệng. Rồi, vừa rồi thầy Phúc Thành hướng dẫn cho chúng ta xong cái phần xả khí. Rồi đến phần đưa khí về nan điền. Nam, tay trái bên trong, tay phải bên ngoài. Nữ, tay phải bên trong, tay trái bên ngoài. Lên thì hít, xuống thì thở. Lên hít, xuống thở. 9 vòng. 5 6 7 8 9. Sau đấy chúng ta xoay ngược lại, cũng lên hít xuống thở. 9 vòng.
Rồi, chúng ta đã kết thúc cái bài vẩy tay dịch cân kinh thái cực. Đấy, những người, nhất là những người đau lưng này, đau thận, chúng ta hãy tập bài này hàng ngày thì chắc chắn là những cái bệnh tật đấy nó sẽ được tiêu trừ. Chúng ta sẽ học đầy đủ các khóa học online dịch cân kinh Bát Hoàn Cẩm, thầy dạy chi tiết đầy đủ trong trang web thiền-bệnh.com. Đăng ký các khóa học online, chi phí nó rất là rẻ thôi, được học trọn đời. Và đặc biệt khi đăng ký khóa học online là được thầy hỗ trợ tận tình và các trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở các video hướng dẫn tiếp theo. Lợi ích khi đăng ký khóa online dịch cân kinh trị bệnh: được học bài bản theo đúng thứ tự chuẩn của khí công chữa bệnh, bài 1, bài 2, bài 3. Đây là một điều rất quan trọng để tập chữa bệnh hiệu quả. Được học đầy đủ chiêu 10, thông khí toàn thân, chiêu 11, rất tốt cho mật, chiêu 12, giải độc cho gan, và toàn bài dịch cân kinh 12 thức trị bệnh. Được hỗ trợ trực tiếp từ thầy Phúc Thành khi có thắc mắc trong suốt quá trình học. Được tư vấn về bài tập và thuốc đông y để giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất, hiệu quả cao. Đặc biệt, nếu bạn đăng ký cùng với khóa Bát Đoạn Cẩm trị bệnh và khóa Thiền trị liệu sẽ được áp dụng ưu đãi đặc biệt, mua 3 tính tiền 2. Hãy nhanh tay comment ngay dưới bài viết này để biết thêm chi tiết, chỉ áp dụng cho 30 người đăng ký sớm nhất.